D50 Ba La Mã. Và đây chính là top binh D50 Ba La Mã, sản phẩm mà được không chỉ riêng Linh, không chỉ riêng người Việt Nam mà toàn thế giới trông đợi, hiện nay đã có mặt tại Nhạc Xuân Hà Nội. Và nào, chúng ta cùng nhau đi xem là sản phẩm này nó có cái gì mà người ta trông chờ, người ta mong đợi nó đến như vậy nhá. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Nhạc Xuân Hà Nội, quay trở lại với Linh. Đây, Linh để lên đây cho chúng ta xem này. Top binh D50 Ba La Mã. Ấy thế thì từ từ chúng ta cùng nhau xem qua cái hộp của nó đã. Cái hộp này với là cái xứng đáng làm lên tên tuổi và xứng đáng là một sản phẩm mới chất lượng ngay từ bên ngoài. Chúng ta thấy bên ngoài vỏ hộp rất là to, được bọc cái màng siêu. Đấy, khác biệt hoàn toàn so với Top Binh D50S ngày xưa. Thì rất may là Linh vẫn còn một cái hộp D50S cũ ngày trước. Mọi người đánh giá sao? To hơn, đẹp hơn, nhìn đẳng cấp hơn. Và mình đánh giá đây là một sản phẩm thực sự là đẳng cấp trong phân khúc giá của nó nha. Hiện nay Top Binh D50S phân phối tại Việt Nam thì Nhạc Số Hà Nội đang phân phối với mức giá là 5 triệu 500 nghìn. Linh nghĩ đây là mức giá có thể là tốt nhất Việt Nam hiện nay. Và đây là lô hàng đầu tiên, mô hàng rất rất mới. Không chỉ riêng tại Việt Nam đâu, nhà máy Tốt Binh, đây mọi người, tốtbinhaudio.com, người ta khi sản xuất, khi người ta đưa ra thị trường cái thì Linh đưa về luôn, phục vụ mọi người tại Việt Nam. Đấy, đây là hộp cũ ngày xưa nha. Không đẹp lắm nhỉ, so với bây giờ. Trời ơi, chúng ta nhìn kỹ một xíu nha. Sản phẩm rất mới, rất được trông đợi, rất được trông chờ, thành thử ra chúng ta xem kỹ một xíu. Ok, thế thì sao ta? Bây giờ mình sẽ bóc cái này ra nhờ. Bóc ra thì chúng ta cùng bóc siêu. Thực ra Linh thì đã bóc siêu một sản phẩm rồi. Đây mọi người thấy là bên này Linh đã bóc siêu rồi. Nhưng mình sẽ bóc tiếp thêm một sản phẩm nữa. Số lượng thì rất là nhiều nên chúng ta có thể thoải mái sử dụng. Và Linh muốn là đem đến cái trải nghiệm bóc siêu một sản phẩm mới tinh luôn, để chúng ta cùng xem nó, chúng ta cùng trải nghiệm cho nó sướng như thế nào. Cái này rất là mỏng nha mọi người nhá, cực kỳ mỏng luôn, rất thích. Ồ, Linh nghĩ rằng trong phân khúc sản phẩm về DAC, sản phẩm về đồ công nghệ cao thì Tốt Binh á ăn đứt các dòng phân khúc khác, ngay kể cả SMSL hay là FiO thì nó cũng hơn đứt trên phương diện là vỏ hộp. Nó thiết kế quá đẹp. Top Binh D90 cao cấp, D90 Ba La Mã, E70, E50, Top Binh D50S ngày trước cũng quá tuyệt vời, và đến bây giờ là D50 Ba La Mã. Đây chúng ta thấy này, một sản phẩm mới tinh nó sẽ như thế này. Đây, mọi người sẽ nhấc cái này ra. Rồi, đây là bìa bên ngoài này. Đấy. Đến bên trong, top bình màu đen rất rất là đẹp nha. Chúng ta cùng mở ra, nhấc ra nào. Cái vỏ hộp này rất là chắc chắn này. Đấy. Wow. Đây. Những gì chúng ta có. Thẻ bảo hành. Đây. Sách hướng dẫn sử dụng. Mình sẽ cầm ở phía dưới này. Sách hướng dẫn sử dụng của chiếc này rất là ít. Sao thôi cũng thấy mượt rồi. Máy của chúng ta đây. Rất to nhá. To hơn so với Top Binh D50S ngày trước tương đối. Và chúng ta sẽ cùng xem bộ phụ kiện đi kèm nào. Đây sẽ là bộ phụ kiện đi kèm này. Đấy. Đây. Mình sẽ mở ra nhá. Người ta để cho một cái hộp rất là đẹp. Gồm những gì nào? Điều khiển này, RBC15. Đây là bộ điều khiển này sẽ sử dụng từ xa với rất nhiều tính năng như là layout này, output này, chế độ auto này, màn hình này, chọn bộ lọc filter, tăng, giảm rất rất là tiện. Có yêu Bluetooth. Đây, yêu Bluetooth thì Linh sẽ lắp ở phía sau này, như sản phẩm D50S Ba La Mã này đây. Đấy. Có cáp USB Type-C. Đây nhá, cáp này là cáp của Tốt Binh. Mọi người nhìn này, cáp của Tốt Binh luôn nhá. Đấy.
Còn đây là cáp nguồn, một đầu Type-C, một đầu USB-A. Còn gì nữa không ta? Hết rồi. Ở dưới này là cái lớp xốp thôi, cái lớp xốp rất là dày, đảm bảo hàng vận chuyển đi xa cũng sẽ được yên tâm, không bị hỏng hóc, không bị va đập. Rồi, còn về máy nào, thơm lắm, bóc ra thôi là đã thấy thơm rồi. Ở dưới thì có tem này mọi người nhá. Audio DAC model TP 20C, input DC 5V 1A, made in China, hàng chuẩn của Trung Quốc. Và ngoại hình thì Linh thấy là về mặt thiết kế giống y hệt tốp binh D50S ngày trước, cũng như là D50, nhưng nó sẽ to hơn, to hơn khá là nhiều đấy. Đây, sản phẩm này to, to hơn cả bàn tay Linh này, to hơn cái sản phẩm D50S ngày xưa thì chắc chỉ bằng 2/3 thôi, cầm vẫn rất là chắc chắn. Linh đánh giá là nếu như xét về mặt ngoại hình, mặt thiết kế thì tốp binh ăn hẳn, ăn đứt luôn các cái dòng ở trong cũng phân khúc này. À, mình lấy điển hình ra như SMSL DO 100 Pro chẳng hạn. Cái vỏ người ta gõ, nếu như mọi người xem video của Linh sẽ thấy mình gõ là mình thấy tiếng ộp ộp ộp, vỏ rất mỏng. Trong khi tốp binh cụ thể ở đây là D50 33 mã, vỏ rất dày và rất là nặng nhá. Cái vỏ dày này nó cũng sẽ có ưu thế của nó, nào là chống nhiễu này, nào là đặt vị trí nó không bị xê dịch này. Đấy, nó ít bị ảnh hưởng ở bên ngoài này. Và thực tế rất là đẹp, màu bạc cực kỳ đẹp. Trên là viền vát này. Rồi, đẹp lắm. Đấy. Ở dưới này nhá, bốn chân đế này. Và khi mà tháo máy thì chúng ta sẽ tháo ở bốn góc đinh này, tương đối là đẹp, thêm bốn cái chân này nữa. Còn về mặt thiết kế ở phía đằng sau, nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi một xíu. Chúng ta sẽ tháo những cái rác này ra nhá. Tốp binh D50 33 mã đem đến cho người dùng một cặp chip 9039Q2M. Đây là sản phẩm nâng cấp toàn bộ của tốp binh D50S ngày trước. Khi mà sử dụng cặp chip 9039Q2M này, nó sẽ tương đương với những dòng như SMSL DO 100 phiên bản Pro. Và thực tế thì tốp binh sản xuất dòng D50 33 mã này cũng là dòng cạnh tranh trực tiếp, đem đến những trải nghiệm âm thanh tại phân khúc của DO 100 phiên bản Pro. Và Linh đánh giá về mặt ngoại hình thì đây là một sản phẩm cực kỳ đẹp. Chúng ta để rất sang trọng, nhìn rất là lịch lãm và cực kỳ là tinh tế. Cầm nó không ọp ẹp đâu, cầm sướng lắm. Rất là mát tay mà rất là mịn. Yếu tố thứ hai mọi người có thể đánh giá đó là về chất lượng linh kiện cũng như là chất lượng chip. Thì D50 33 mã này hiện nay đối với cổng USB đang sử dụng con chip X1XU316, cũng là dòng chip X1 thế hệ thứ 3, cũng đã là nâng cấp rồi so với X1XU208 của D50S ban đầu. Sử dụng chip Bluetooth Qualcomm QCC5125 dòng Bluetooth 5.1, cũng là nâng cấp so với D50S. Vậy là tất cả những yếu tố về chip, những yếu tố về trái tim, về linh hồn của một con DAC, thì D50S đã là một sản phẩm nâng cấp một cách toàn bộ và nâng cấp một cách toàn diện. Chúng ta có thể thấy việc sở hữu con 9039Q2M, một cặp chip cho hai kênh, là yếu tố mà Linh đánh giá cực kỳ cao. Khi mà hiện nay chip trên thế giới nó rất là hạn chế, thì người ta vẫn sản xuất, vẫn đặt được một cặp chip cao cấp bên trong sản phẩm D50 33 mã này. Về các cổng kết nối, chúng ta có một cặp cổng 3 lần RC, đây, cặp cổng 3 lần TRS 6.35mm out và một cặp cổng RCA. Nâng cấp này đem đến trải nghiệm âm thanh Linh nghĩ là cực kỳ tuyệt vời, khi mà chúng ta có thể chơi được hai bộ dàn khác nhau. Chúng ta có thể lựa chọn cổng 3 lần TRS 6.35mm này để chơi. Và trên D50 33 mã này, chúng ta có thể truy cập và điều chỉnh được cường độ dòng điện đầu ra. Đây mọi người thấy này, cái output ở đây, người ta có thể điều chỉnh 5V. Đâu rồi, trốn mất rồi. 5V này, 4V. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh được nha. Có thể điều chỉnh được 5V hoặc 4V ở các cái cổng tín hiệu đầu ra như thế này. Rất là tiện lợi. Và nếu như ở khoảng cách gần thì chúng ta có thể để 4V. Còn khoảng cách từ DAC xuống âm ly xa, chúng ta muốn cường độ dòng điện lớn, âm thanh to hơn, thì chúng ta có thể để ở 5V. Đây là điều mà trong các dòng DAC hiện nay gần như toàn bộ không điều chỉnh được. Cường độ dòng điện đầu ra gần như là không có.
Và D50 3 la mã mới là chiếc làm được điều này. Thực sự rất là hay. Chúng ta có thể nghe nhạc chuyên, có thể hát karaoke chuyên. Chúng ta hát karaoke muốn tín hiệu mạnh hơn, lực hơn, chúng ta có thể để chế độ 5V. Rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó, các cổng tín hiệu đầu vào chúng ta vẫn sẵn có, đó là cổng Coaxial đồng trục, cổng Optical quang học, cổng Bluetooth, cổng USB Type-C. Đó, đây là những cái cổng kết nối đầu vào này, 1, 2, 3, 4 cổng này đều là cổng kết nối đầu vào. Thay vì sử dụng cổng USB-B so với ngày trước hình vuông hình ngôi nhà đó, thì ở đây chúng ta đã sử dụng cổng Type-C một cách đồng bộ hơn, nhỏ gọn hơn, thiết kế của chúng ta nhìn đẹp hơn, vừa vặn hơn. Đây, mọi người sẽ thấy này. Và bên cạnh là sử dụng nguồn 5V. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái dây nguồn 5V của nó như thế này nhé mọi người nhé. Đây là sử dụng dây nguồn 5V này. Và chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào đây. Đó, cắm chắc tay. Còn đầu này chúng ta sẽ cắm vào các cái thiết bị nguồn khác nhau, như là nguồn 5V ở trên cái cục sạc điện thoại. Đây, chúng ta có thể sử dụng cái nguồn như thế này. Rất là tiện lợi này. Như thế này. Hoặc là ngay kể cả chúng ta có thể sử dụng nguồn tuyến tính một cách hợp lý, khi mà mọi người có thể nâng cấp chiếc DAC của mình một cách đơn giản bằng cách là sử dụng nguồn tuyến tính chất lượng cao. Như đây, nguồn P50 thì chúng ta có thể sử dụng nguồn này. Rất là tuyệt vời nhá. Đây. Đó. Đây đây đây, chúng ta sẽ chơi như thế này. Được không? Tại sao Linh đánh giá D50 3 la mã hay là kể cả những cái dòng tốt binh D50 ngày trước vẫn là một thiết kế mang tính xu hướng, một thiết kế mang tính thời đại, sử dụng rất hay, tiện lợi, và khi nâng cấp chúng ta vẫn thấy nâng cấp một cách cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Mọi người có thể chơi một con DAC như DO100 Pro và khi muốn chất âm của nó cao cấp hơn thì chúng ta bắt buộc phải mua một con DAC khác. Nhưng ở đây không, chúng ta chỉ cần nâng cấp nguồn hoặc có thể nâng cấp tụ là đã trải nghiệm được một âm thanh cao cấp hơn rất rất là nhiều rồi. Đó là sự khác biệt rất là lớn. Khi ở đây đó là một thiết kế mở, có thể nâng cấp nhiều cách khác nhau làm sao cho phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Tốt Binh D50 3 la mã còn cung cấp cho mọi người một cổng trigger 12V. Tức là nếu như chúng ta sử dụng một chiếc preamp, chiếc dề chạy điện 12V như là FX Audio Tube 05, một sản phẩm rất mới này, rồi Suka Audio U8 hoặc là Suka Audio T8 hoặc là Xduo MT602 hoặc rất nhiều dòng dề khác nhau, thì mọi người sẽ xuất trực tiếp cái điện 12V này đấu thẳng xuống chiếc dề, cực kỳ là tiện lợi đấy nha. Rất rất tiện, không phải dây dạ lằng nhằng, cắm cái chơi luôn, sử dụng chung một nguồn điện sạch. Vẫn là một thiết kế mà nhà sản xuất hướng tới sự tiện lợi trong sử dụng của người dùng. Và cùng điểm qua một xíu các tính năng trên D50 3 la mã, chúng ta vẫn có một màn hình hiển thị giống y như Tốt Binh D50 ban đầu, với các thông số cổng đầu vào như BT là Bluetooth này, USB, Optical, Coaxial, thể hiện cường độ âm thanh to nhỏ khác nhau. Đó. Rồi thể hiện đây là Bluetooth Input Unlock, tức là mình chưa kết nối á, thì nó sẽ chưa hiện tần số. Nhưng khi kết nối cổng USB hoặc cổng Bluetooth hay bất kỳ cổng kết nối nào, nó sẽ thể hiện tần số lấy mẫu ở phía dưới này. Khi giữ ở bên phải, cái nút ở bên phải này chúng ta ấn hoặc tắt bật thì nó sẽ là cái nút tắt bật âm thanh, rất dễ sử dụng. Ngoài ra, nút bên trái này là nút nguồn, đồng thời cũng là nút điều chỉnh với menu. Chúng ta sẽ có một output, đó là điều chỉnh cổng đầu ra, có thể lựa chọn RCA này, có thể lựa chọn TRS 6.35 ly, hoặc có thể lựa chọn đồng thời xuất hai cổng. Một số dòng sản phẩm của SMSL hiện nay cũng không làm được việc này, nó chỉ xuất được một trong hai cổng thôi. Nhưng đối với D50 3 la mã, việc sở hữu cái nguồn điện, việc sở hữu điều chỉnh được cường độ tín hiệu đầu ra, và đặc biệt là xuất được đồng thời cùng một lúc hai cổng, đảm bảo tín hiệu âm thanh là to nhất, rõ ràng nhất, độ tròn trịa là tốt nhất, độ tiện lợi là cao nhất. Rất là hay. Thứ hai nữa là độ sáng màn hình thì chúng ta sẽ có chế độ auto, chế độ 30%, 60% và 100%. Linh nghĩ là để 100% thì nó sẽ dễ dùng hơn. Chế độ auto này là sẽ tắt màn hình. Đấy, chúng ta có thể để hoặc tắt sau 30 giây
không nhận tín hiệu thì nó sẽ tắt màn hình. Bluetooth bật hoặc tắt. Rồi, chế độ PCM, bộ lọc PCM thì chúng ta sẽ có tất cả là 8 bộ lọc PCM như mọi người thấy đây, từ mode 1 đến mode 8, và mỗi bộ lọc này sẽ cho chúng ta cái màu sắc âm thanh khác nhau. Tương tự như vậy, phần color này cũng chính là phần hiển thị màu sắc của màn hình. Đây, chúng ta sẽ có rất là nhiều màu này, màu cool, lạnh này, warm này, đấy, neutral này. Chúng ta sẽ lựa chọn một cái màu phù hợp nhất đối với mắt của chúng ta. Nhưng Linh nghĩ là một màn hình tương đối nhỏ như thế này thì cái màu sắc của màn hình nó cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến việc sử dụng trong quá trình chúng ta chơi audio. Tiếp theo, đây là ổn định tín hiệu đầu vào mọi người nhé. Chúng ta có thể để default là mặc định, hoặc chúng ta sẽ có sự thay đổi từ 1 đến 15. Đây nó sẽ là 1 này, 3 này, 6, 9, 12 và 15. Đối với tín hiệu đầu vào chưa được ổn định thì Linh khuyên là chúng ta nên để ở mức độ 15, là nó sẽ ổn định tín hiệu đầu vào tốt nhất. Còn ở mức độ tín hiệu chúng ta thấy ổn định rồi, chạy mượt mà, cổng quang, cổng USB, chúng ta không cần phải thay đổi nữa, thì mọi người để chế độ mặc định là đã được rồi. Thiết kế như thế này là mình thấy là giống với DO100 phiên bản Pro này. So với các cái dòng SML là thường có tính năng này, thì hiện nay trên tốp binh D50 35 mã cũng đã tiếp thu và xử lý rất là tốt. Đến số 8 đó là về hiệu điện thế đầu ra. Thì ở đây như Linh đã nói ngay từ ban đầu, chúng ta sẽ có 4 hoặc là 5V. Thì Linh nghĩ là mặc định là 5V âm thanh to nhất, chúng ta sẽ điều chỉnh ở trên âm ly, chúng ta sẽ điều chỉnh ở trên vang. Rồi, đến phần PLQ và PLQ CPF, đây là các phần điều chỉnh equalizer. Equalizer này mọi người bắt buộc phải cắm vào máy tính nhá. Bắt buộc phải cắm vào máy tính và điều chỉnh equalizer. Nhưng Linh nghĩ rằng việc cắm vào máy tính và điều chỉnh equalizer với những người chơi như chúng ta sẽ điều chỉnh tương đối khó. Khi mà Linh chia sẻ với chúng ta rồi, mỗi một giải tần của equa sẽ có âm thanh khác nhau, không đơn giản chỉ là tiếng bát là tiếng chép. Bát nó còn có high bát, đấy, mid bát và low bát. Vậy nên là để điều chỉnh cái đó thật sự tốt nhất, thật sự chuyên nghiệp nhất, thì chúng ta hãy là một người chơi audio trang bị được thật nhiều kiến thức điều chỉnh âm thanh, có nhiều trải nghiệm và có nhiều thời gian, thì sẽ đem lại được trải nghiệm và kinh nghiệm tốt nhất khi điều chỉnh phần EQ này. Thứ ba, đến phần Bluetooth. Bluetooth Clear, tức là chúng ta sẽ xóa đi các cái kết nối Bluetooth và sẽ kết nối lại từ đầu. Rất là hay. Khi mà ở đây phần Bluetooth Clear này, nếu chúng ta kết nối với nhiều máy thì hiện tượng Bluetooth bị lỗi rất dễ xảy ra. Ở đây tính năng này nó giống như kiểu là reset vậy á. Chúng ta kết nối lại, chạy ngon lành, chạy mượt mà. Và Linh đánh giá toàn bộ những tính năng này đều là những tính năng cực kỳ cần thiết trên một sản phẩm DAC. Và cuối cùng là factory reset, tức là chúng ta sẽ chạy lại toàn bộ các cái cài đặt về vị trí ban đầu. Như vừa rồi thì Linh đã chia sẻ một lượt về ngoại hình, về tính năng cũng như là cài đặt trên tốp binh D50 3 la mã. Và để nói về phần âm thanh thì có lẽ đây là một dòng sản phẩm đem lại âm thanh trung tính bậc nhất hiện nay trong phân khúc này. Nó không quá là mềm, nó không quá là yểu điệu hay là nhẹ nhàng như SML, mà ở đây đó là âm thanh trung tính và đều cả ba giải bass, mid và treble. Chúng ta nghe những bản nhiều vocal vẫn thấy ở đó là âm thanh nghe thoáng, mượt mà, có một chút năng lượng làm cho mình cảm giác nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ hơn. Và đặc biệt khi Linh nghe và so sánh với các dòng DAC trong phân khúc như SML chẳng hạn, thì trên D50 3 la mã đó là một giải cao thực sự là lung linh và tinh tế. Mình nghe những bản guitar của Phương Phạm thì chúng ta sẽ để ý những cái nốt cao trong những bản guitar đấy, nó đem lại một cái trải nghiệm âm thanh mình hình dung cực kỳ là sáng. Nó không phải sáng ở mức độ chói mà nó sáng ở mức độ lung linh, dễ nghe. Và đâu đó nó là cái gì đấy mình cảm giác nó rất là sang, cảm giác nghe nó rất là chuyên nghiệp, nó mịn màng. Ở giải mid chúng ta uyển chuyển hơn này. Khi mà các âm thanh tại giải mid nó chuyển đổi một cách thực sự là mượt mà, và mình đánh giá không có thiên về cái gì hết, cái gì mình nghe mình cũng thấy nó thực sự là hay. Và đối với tốp binh D50 3 la mã, nó không còn là một tiếng bass quá là khô so với phiên bản D50S ngày trước. Ở đây đã là một sự thay thế hoàn toàn mới, khi mà giải bass chúng ta nghe tròn trịa hơn, xuống sâu hơn rất là nhiều,
nghe có độ rộng của sân khấu và vẫn giữ nguyên được độ uy lực, vẫn giữ nguyên được độ tròn trịa, nhưng cải thiện hơn là nghe mềm hơn một xíu. Thành thử ra ở đó mọi giải, mọi âm thanh đều là mức độ cao cấp hơn so với D50S phiên bản ngày trước. Đó là lý do tại sao nó cũng to hơn như thế này, nó chất lượng hơn, sử dụng con chip 9039Q2M tốt hơn. Từ mọi chip Bluetooth đến chip X-Mode đều tốt hơn rất là nhiều. Trong video tới thì Linh có lẽ sẽ mở thiết bị này ra, chúng ta sẽ cùng xem là bên trong main mạch của người ta có những gì, chúng ta sẽ làm gì với cái main mạch đó. Còn hiện tại bây giờ Linh đánh giá với mức giá là 5.500.000, đây hoàn toàn xứng đáng là một sản phẩm sở hữu trong bộ dàn nhà mình. Khi mà nếu như chúng ta chơi từ TV không có cổng HDMI, không có cổng HDMI ARC out, hoàn toàn sử dụng là Coaxial hoặc là Optical, hoặc là chúng ta chơi USB từ máy tính, thì lựa chọn D50 3 la mã chắc chắn sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bản test trên sản phẩm này để xem những điều Linh nói có chính xác không nha. Yeah.
身，我爱你有几分？你去想一想，你去看。